quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ đến một cái quán ăn tại Hàn Quốc. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tạm gọi là một cái nhà hàng Hàn Quốc nha quý vị. Nào, chúng ta cùng bước vào ha. Người Hàn Quốc thì trước một cái cửa tiệm họ có cái thông tin về cái giá tiền muốn ăn, các bạn cứ lấy 8.000 mà nhân cho 2 thì khoảng 160. Do là thức ăn tự chọn cho nên mình sẽ tự đi lấy rau. Và đây là dưa hấu, gọi là lá xếp như gì. Đây là thức ăn ngọt. What is this again? Foreigner to take a video come back in Vietnam. Bàn thì 2 đến 4 người. Quán này tên gì chị Hiền? Trời, thức ăn quá chừng luôn. Em nói tiếng Việt chứ chị, em có nhìn nó cũng không biết em. Sao mà người Hàn ăn có mỗi người chén tỏi ha chị Hiền? Ngộ quá ha. Còn này chỉ gì chị Hiền? Đàn trăng. Là có nghĩa là gì? Trăng là thương hợp với thương hết. Cái tên quán. Trương quân. Muốn đi quán này là con mình chơi á. Nó đâu rồi? Chơi trong thật chơi quá. Cái này gì chị? Mình có dân pha. Có nguyên một cả một cái trái ớt làm sao ăn? Chị xà lắc. Cắn ra. Lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 5 đi ăn. Ăn món Hàn Quốc. Xin chào. Cái bộ phận ăn của người Việt thì đã gồm có bao nhiêu?